Eurowindow Holding, Hải Long Land, Mic Group, đồng hành cùng chương trình. Xin được kính chào quý vị khán giờ, đây là chương trình Điểm tin 24 giờ được phát sóng vào lúc 19:30 trên kênh thông tin Invest TV. Và chương trình ngày hôm nay ngày 25 tháng 9 sẽ có nhiều thông tin nổi bật như sau. Nguồn vốn cho thị trường bất động sản sẽ hồi phục mạnh trong năm 2021. Bộ trưởng Chu Ngọc Anh làm chủ tịch thành phố Hà Nội. 6 siêu dự án ở Hà Nội muốn điều chỉnh chuyển nhượng một phần. Việt Nam chi hơn 1,3 tỷ đô la Mỹ nhập ô tô. Siết chặt quản lý thuế với người kinh doanh qua mạng. iPhone 12 sẽ ra mắt vào ngày 13 tháng 10. Tỉnh Quảng Ninh thành lập khu kinh tế ven biển Quảng Yên. Dự kiến khởi công cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết vào ngày 30 tháng 9. Thưa quý vị, tại hội thảo sức bật từ các đại đô thị do tạp chí Nhà đầu tư tổ chức, tiến sĩ Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng BIDV cho biết, mặc dù năm nay còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng về cơ bản, các nguồn vốn tài trợ cho thị trường bất động sản vẫn còn nhiều cơ hội phát triển. Dự báo vào năm 2021, nguồn vốn cho thị trường bất động sản sẽ hồi phục mạnh. Bước sang năm 2021, ông Lực dự báo nguồn vốn này sẽ hồi phục mạnh mẽ do nhiều yếu tố. Trước hết, kinh tế tăng trưởng và khả năng tăng thu nhập của người dân. Dòng vốn FDI tiếp tục được thu hút mạnh nhờ xu hướng chuyển dịch đầu tư và các hiệp định thương mại tự do FTA có hiệu lực và đi vào thực thi hiệu quả. Đồng thời, thị trường chứng khoán Việt Nam kỳ vọng được nâng hạng trong 1-2 năm tới, cùng với luật chứng khoán sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 sẽ tạo điều kiện thúc đẩy thị trường trái phiếu doanh nghiệp và vốn đầu tư tư nhân phát triển, kể cả các quỹ tín thác đầu tư bất động sản. Quan điểm này dựa trên cơ sở thực trạng dòng vốn đổ vào thị trường bất động sản thời gian qua, bao gồm nguồn vốn tín dụng bất động sản, nguồn vốn tư nhân, nguồn vốn trái phiếu và đặc biệt là nguồn vốn FDI. 8 tháng đầu năm, nguồn vốn FDI đổ vào bất động sản đạt 2,87 tỷ đô la Mỹ, chiếm 15% tổng vốn FDI đăng ký, tăng 24% so với cùng kỳ. Vốn FDI vào bất động sản đứng thứ 3 sau lĩnh vực chế biến chế tạo và sản xuất điện. Riêng với nguồn vốn ngân sách, ông Lực cho rằng chính phủ không trực tiếp tài trợ cho thị trường bất động sản mà chỉ tham gia vào thực hiện chính sách hỗ trợ như chính sách nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp. Theo số liệu thống kê, nguồn vốn hỗ trợ cho chính sách nhà ở xã hội hiện nay chỉ có khoảng 3.000 tỷ đồng tại các quỹ phát triển nhà ở xã hội ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh và tại các ngân hàng chính sách xã hội. Trong năm 2020, ông Lực dự kiến nguồn vốn này có thể tăng thêm 3.000 tỷ đồng. Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch Đầu tư chịu trách nhiệm cân đối nguồn vốn này từ ngân sách nhằm tiếp tục hỗ trợ cho vay nhà ở. Bên cạnh đó, nguồn vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng cũng được coi là nguồn vốn tích cực có tác động đến thị trường bất động sản. Sau khi bãi nhiệm ông Nguyễn Đức Chung, cơ quan dân cử thành phố đã bầu ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội làm Chủ tịch thành phố với 100% đại biểu nhất trí. Như vậy, 7 ngày sau khi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh đã chính thức trở thành Chủ tịch thành phố Hà Nội. Phát biểu nhận nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội, ông Chu Ngọc Anh nhận thức sâu sắc rằng đây là một vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề. Ông khẳng định với các đại biểu Hội đồng Nhân dân, toàn thể nhân dân thủ đô, nguyện đem sức mình cùng với tập thể Ủy ban dân thành phố, phục vụ nhân dân, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban dân thành phố, được quy định tại luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban nhân dân, luật thủ đô và các quy chế làm việc của thành phố, chủ động sâu sát với các cơ sở, lắng nghe tiếng nói của người dân và doanh nghiệp để đổi mới và hoàn thiện phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Ông Chu Ngọc Anh, 55 tuổi, quê ở Ba Vì, Hà Nội, là tiến sĩ, Ủy viên Dự khuyết Trung ương khóa 11, Ủy viên Trung ương khóa 12. Ông từng công tác tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Ứng dụng và Phát triển Công nghệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Phú Thọ, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ. Ngày 9 tháng 4 năm 2016, tại kỳ họp 11 Quốc hội khóa 13, ông được phê chuẩn làm Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ thay người tiền nhiệm là ông Nguyễn Quân. Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ vừa có báo cáo về rà soát dự án đầu tư nước ngoài có quy mô vốn trên 5.000 tỷ đồng, phù hợp với quy hoạch. Nội dung báo cáo cho biết Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã kiến nghị Thủ tướng cho đầu tư 6 dự án bất động sản quy mô từ vài trăm triệu đô la Mỹ đến hàng tỷ đô la Mỹ được điều chỉnh chuyển nhượng một phần dự án. Theo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, 5 trong số 6 dự án phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, riêng dự án khu đô thị thành phố Thông Minh đang được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét điều chỉnh quy hoạch chung và quy hoạch phân khu dự án.
Dự án đầu tiên muốn được điều chỉnh, chuyển nhượng một phần là khu trung tâm đô thị Tây Hồ Tây do công ty trách nhiệm hữu hạn và phát triển THT làm chủ đầu tư. Dự án được cấp phép từ năm 2008, vốn đầu tư hơn 314 triệu đô la Mỹ, diện tích sử dụng đất khoảng 207 ha. Đến nay, công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển THT muốn chuyển nhượng 3 dự án thành phần trong khu trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây cho nhà đầu tư khác. Thứ hai là dự án công viên Yên Sở. Chủ đầu tư Gamuda Land Việt Nam đề xuất cho điều chỉnh dự án và chuyển nhượng một dự án thành phần trong khu đô thị C2 công viên Yên Sở. Thứ ba là công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển khu đô thị Nam Thăng Long. Đề nghị được chuyển nhượng 3 dự án thành phần trong khu đô thị Nam Thăng Long. Thứ tư, công ty trách nhiệm hữu hạn Lotte Property Hà Nội đề nghị điều chỉnh quy mô, thời gian hoạt động của dự án Lotte Mall Hà Nội. Thứ năm, tập đoàn Blenheim đề nghị được điều chỉnh dự án thành phố công nghệ xanh do dự án chưa giải phóng xong mặt bằng. Dự án thứ sáu là khu đô thị thành phố thông minh ở Đông Anh, Hà Nội do công ty cổ phần đầu tư phát triển thành phố thông minh Bắc Hà Nội làm chủ đầu tư. Khu đô thị thành phố thông minh được giới thiệu là đô thị hiện đại nhất Đông Nam Á, quy mô đầu tư xây dựng 272 ha với tổng vốn đầu tư khoảng 4 tỷ đô la Mỹ. Sau khi nhận được văn bản của thành phố Hà Nội, Thủ tướng đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét cụ thể từng trường hợp, báo cáo Thủ tướng. Còn với dự án thành phố thông minh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị chưa xem xét việc điều chỉnh dự án do dự án đang được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét điều chỉnh quy hoạch. Theo Tổng cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 9 năm 2020, số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu tăng mạnh với hơn 6.600 chiếc và trong gần 9 tháng của năm 2020, Việt Nam đã chi hơn 1,3 tỷ đô la Mỹ để nhập xe ô tô. Trước đó, số lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu được Tổng cục Hải quan ghi nhận trong cả tháng 8 năm 2020 chỉ là 8.836 chiếc. Trong tháng 8 năm 2020, xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu về Việt Nam chủ yếu là xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống. Trong đó, lượng xe nhập khẩu chủ yếu có xuất xứ từ 3 thị trường chính là từ Thái Lan với 4.743 chiếc, Indonesia với 2.523 chiếc và Trung Quốc là 572 chiếc. Số xe nhập khẩu từ 3 thị trường này chiếm tới gần 90% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 9. Nếu tổng cộng gần 9 tháng của năm 2020, Việt Nam đã chi hơn 1,3 tỷ đô la Mỹ để nhập 60.380 xe ô tô nguyên chiếc các loại, giảm gần 40% so với cùng kỳ năm trước. Hiện ô tô nhập khẩu đang lép vế so với trong nước khi nhận được ít ưu đãi hơn do các mẫu xe lắp ráp trong nước đang được giảm 50% phí trước bạ. Tuy nhiên, theo những văn bản được ban hành trước đây, mức ưu đãi này chỉ kéo dài đến hết năm 2020, tức chỉ còn hơn 3 tháng nữa. Vì vậy, việc chuẩn bị nguồn cung dồi dào phần nào sẽ giúp các mẫu xe nhập khẩu thêm lợi thế cạnh tranh với các mẫu xe lắp ráp khi chính sách ưu đãi này hết hiệu lực. Dự án khu đô thị Nam Phúc Yên được đầu tư bởi công ty cổ phần Tây Đức. Từ dự án có thể dễ dàng kết nối với Đại học Sư phạm Hà Nội 2 chỉ 0,7 km, cách khu resort Flamingo Đại Lải chỉ 4 km, cách khu công nghiệp Quang Minh chỉ 10 km, cách nhà máy Toyota và Honda 4 km, cách sân bay Nội Bài 10 km. Bên cạnh đó, để mang đến một cuộc sống đẳng cấp thì dự án sẽ có các tiện ích nổi bật để phục vụ cho quý cư dân như trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học liên cấp, khách sạn cao cấp, công viên cây xanh và bể bơi vô cực để ngắm nhìn Phổ Yên hoa lệ vào ban đêm. Dự án khu đô thị Nam Phúc Yên có tổng diện tích 17,5 ha với quy mô xây dựng các khu nhà ở gồm chung cư, liền kề, shop house, biệt thự với các loại diện tích từ 100 đến 200 m2. Hiện nay, đơn vị phân phối độc quyền tại dự án là sàn giao dịch bất động sản Thành Công đang áp dụng chính sách đầy hấp dẫn khi tặng 5 chỉ vàng trị giá 25 triệu đồng trên mỗi giao dịch Thành Công. Liên hệ hotline 0983 092 878, website santhanhcong.com. Khu đô thị Nam Phúc Yên, cuộc sống an lành nơi thành phố mới. Biểu tượng mới của thành phố tương lai phía Tây Hà Nội. Chuẩn mực và đẳng cấp vượt trội. Vị trí trái tim của đại đô thị thông minh đầu tiên tại Việt Nam. Triết lý sống xanh được thực hiện hóa trên từng không gian sống. Imperial Smart City, thịnh vượng Lean Smart, một sản phẩm cao cấp của tập đoàn Big Group.
Thưa quý vị, hiện nay nhiều người bán hàng qua mạng không biết hoặc là không muốn thực hiện nghĩa vụ đăng ký kinh doanh, kê khai và nộp thuế cho nhà nước. Điều này không chỉ gây thất thu thuế mà còn tạo môi trường cạnh tranh không công bằng cho các loại hình kinh doanh khác và cũng khó kiểm soát được việc buôn bán hàng giả. Chính vì vậy, các chuyên gia tài chính cho rằng cần thiết phải siết chặt quản lý thuế đối với người kinh doanh qua mạng. Đặt hàng trên mạng, hàng được giao đến nhà, nhận hàng và trả tiền mặt là hình thức thanh toán chiếm chủ yếu hiện nay khi buôn bán qua mạng. Rất ít trường hợp khi nhận hàng mà có luôn hóa đơn đi kèm. Bán hàng không có hóa đơn, cá nhân kinh doanh qua mạng cũng không đăng ký mã số thuế, vì thế không có cơ sở nào thống kê được doanh thu bán hàng. Điều này vô tình chung đã gây thất thu cho ngân sách. Điển hình như vụ việc bán hàng bằng hình thức livestream trên Facebook của một kho hàng rộng hơn 10.000m2 ở Lào Cai vừa được lực lượng chức năng phát hiện vừa qua. Toàn bộ hàng hóa tại đây là hàng nhập lậu, có dấu hiệu giả mạo nhãn mác. Theo thông tin điều tra, kho hàng này kinh doanh gần đến 2 năm, song doanh thu đã lên tới hàng trăm tỷ đồng, nhưng lại không thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước. Theo các luật sư, để giải quyết triệt đề tình trạng này thì phải có quy định mỗi giao dịch qua mạng, người bán đều phải xuất hóa đơn cho người mua, có thể dùng hóa đơn giấy hoặc hóa đơn điện tử. Ngoài ra, phải có sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị vận chuyển bưu chính. Theo quy định, các cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng trên một năm trở lên phải nộp thuế theo tỷ lệ 5% thuế giá trị gia tăng và 2% thuế thu nhập cá nhân. Hành vi trốn thuế sẽ phải xử phạt vi phạm hành chính từ 1 đến 3 lần số tiền trốn thuế. Cách đây ít lâu, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã từng quyết định truy thu và phạt hơn 9 tỷ đồng đối với một cá nhân kinh doanh qua mạng Facebook và không kê khai đầy đủ doanh thu kinh doanh. Thưa quý vị, ông Mark Allera, CEO của nhà mạng BT và EE tại Anh, xác nhận iPhone 5G chắc chắn sẽ ra mắt vào tháng 10. Nhân viên một nhà mạng khác của Hà Lan tiết lộ chi tiết hơn rằng Apple sẽ tổ chức sự kiện ra mắt iPhone mới vào ngày 13 tháng 10 và bắt đầu cho đặt hàng sản phẩm từ ngày 16 tháng 10. Sau đó một tuần vào ngày 23 tháng 10, iPhone 12 mới mở bán. Các mốc thời gian này trùng khớp với thông lệ tổ chức sự kiện của Apple. Ngày 13 tháng 10 là ngày thứ 3 trong tuần, còn 23 tháng 10 là ngày thứ 6. Hãng công nghệ này vẫn thường làm sự kiện ra mắt vào đầu tuần và bán sản phẩm mới vào ngày cuối tuần. Mới đây, Eddie Q, phó chủ tịch của Apple, cũng khiến nhiều người tin rằng iPhone mới sẽ sớm xuất hiện trong tháng sau. Trong đoạn video chúc mừng dịch vụ 5G của nhà mạng EE tại Anh, dù không nhắc gì đến iPhone 12 và 5G, lãnh đạo Apple xác nhận công ty và nhà mạng của Anh sắp cung cấp các sản phẩm hỗ trợ dịch vụ mạng mới. Trước đó, email rò rỉ từ các nhà mạng tại Mỹ cũng để lộ thông báo người dùng có thể đặt mua chiếc iPhone 12 trước ngày 20 tháng 10. iPhone 12 năm nay hứa hẹn nhiều thay đổi. Apple có thể tung ra cùng lúc 4 mẫu khác nhau như iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max với 3 kích cỡ màn hình là 5,4 inch, 6,1 inch và 6,7 inch. Tất cả đều có 5G, trong khi các thế hệ trước là 4G. Kiểu dáng của iPhone cũng được thay đổi, dự kiến chuyển sang khung viền phẳng giống iPad Pro. Ngoài việc bị hoãn ra mắt vào tháng 9, ảnh hưởng từ đại dịch có thể khiến iPhone 12 phải chia thành nhiều đợt mở bán. Các phiên bản giá rẻ sẽ lên kệ trong tháng 10, còn phiên bản Pro sẽ xuất hiện muộn hơn, dự kiến là gần cuối năm. Ngày 24 tháng 9, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ký quyết định thành lập khu kinh tế ven biển Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tổng diện tích là 13.303 ha, bao gồm 20 phường xã của hai địa phương thuộc tỉnh Quảng Ninh là xã Quảng Yên và thành phố Uông Bí. Theo quyết định, khu kinh tế ven biển Quảng Yên được chia làm hai phân khu bao gồm khu phức hợp đô thị, công nghiệp, công nghệ cao diện tích 6.403,7 ha, gồm 5 phường xã của thành phố Uông Bí và 8 phường xã thuộc thị xã Quảng Yên. Khu dịch vụ cảng biển, công nghiệp và đô thị Đầm Nhà Màng có diện tích 6.899,3 ha, nằm tại 7 phường, xã thuộc thị xã Quảng Yên. Khu kinh tế ven biển Quảng Yên có mục tiêu khai thác lợi thế về điều kiện tự nhiên, kết nối kinh tế, thương mại, dịch vụ với các khu kinh tế ven biển khác như Vân Đồn, Đình Vũ, Cát Hải, Thái Bình nhằm phát triển nhóm các khu kinh tế ven biển. Khu kinh tế sẽ phát triển theo định hướng ven biển đa ngành, hình thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, hậu cần cảng và đô thị hiện đại, thông minh của tỉnh Quảng Ninh và khu vực đồng bằng sông Hồng, phát triển các ngành, lĩnh vực có hàm lượng công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Khu kinh tế ven biển Quảng Ninh được chia làm 3 giai đoạn phát triển, trong đó giai đoạn 1 năm 2020 đến năm 2021 đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cơ bản phục vụ cho dự án khu kinh tế. Giai đoạn 2 năm 2021 đến năm 2025 tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và các khu chức năng của khu kinh tế. Giai đoạn 3 năm 2026 đến năm 2035 đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng của toàn khu, từng bước hình thành đô thị thông minh.
Sáng ngày 24 tháng 9, Ban Quản lý Dự án 7 đã tổ chức mở thầu gói thầu XL01 đề xuất tài chính tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết của Bình Thuận. Tại buổi mở thầu, ông Hoàng Tuấn Khoác, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án 7 cho biết, theo kế hoạch, dự án cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết sẽ được khởi công vào ngày 30 tháng 9. Hiện tại các gói thầu đang được khẩn trương chấm thầu để chính thức lựa chọn nhà thi công kịp tiến độ dự án. Theo Ban Quản lý Dự án 7, dự án cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết có 4 gói thầu xây lắp và 4 gói thầu tư vấn, 4 gói thầu bảo hiểm công trình. Sau khi phát hành hồ sơ mời thầu, đã có 59 nhà thầu mua 139 bộ hồ sơ. Qua các đợt mở thầu, đã xuất hiện các nhà thầu, liên danh nhà thầu tham dự mở thầu và các đơn vị có uy tín và kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, đã từng tham gia nhiều dự án trọng điểm quốc gia. Cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết thuộc dự án thành phần cao tốc Bắc Nam. Tuyến cao tốc này dài 100,8 km, nằm trên địa phận tỉnh Bình Thuận, có điểm đầu tại km số 134+000, chung với điểm cuối dự án cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo. Điểm cuối tại km số 235+000, kết nối vào cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Giai đoạn 1 đầu tư với quy mô 4 làn xe, giai đoạn 2 đầu tư mở rộng thành 6 làn xe. Khu đô thị Việt Hàn được hình thành như một minh chứng cho sự phát triển ngày càng thịnh vượng của Phổ Yên. Khu đô thị Việt Hàn tọa lạc tại thôn Đông Sinh, xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên. Từ khu đô thị có thể kết nối dễ dàng tới các trục đường huyết mạch và tiện ích khu vực. Khu đô thị Việt Hàn hướng tới trở thành một khu đô thị lộng lẫy, hiện đại bậc nhất trên miền đất hứa, sẽ kiến tạo một môi trường sống đẳng cấp, hiện đại với đầy đủ tiện ích hoàn hảo, bao gồm các dịch vụ như trường học quốc tế, khu văn phòng, khu mua sắm, không gian giao lưu văn hóa, giáo dục, thể thao và giải trí, chăm sóc sắc đẹp, chăm sóc sức khỏe. Trong tương lai, Phổ Yên sẽ trở thành một trong những thành phố phát triển bậc nhất tại khu vực Trung Du miền núi Bắc Bộ bởi những khu công nghiệp tầm cỡ và những khu đô thị đẳng cấp. Khu đô thị Việt Hàn sẽ là ngôi sao sáng giữa thành phố Phổ Yên hoa lệ, là nơi tạo nên những giá trị cho cuộc sống của bạn. Khu đô thị Việt Hàn, nơi niềm tin trở thành giá trị. Đến đây thì thời lượng của chương trình Điểm tin 24 giờ cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị, cũng như cảm ơn sự đồng hành của các đơn vị, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hải Long, Công ty Cổ phần Tập đoàn Mid Group Việt Nam và Công ty Cổ phần Eurowindow Holding. Quý vị hãy đăng ký theo dõi kênh để có thể cập nhật những thông tin mới nhất về kinh tế và bất động sản. Nếu quý vị cần tư vấn về các vấn đề đầu tư hay thông tin thị trường thì có thể liên hệ theo số hotline của chương trình là 0823465555 hoặc địa chỉ email là banbiên tập@invest.com.vn. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.